khỏe mỗi ngày cùng Healthy City, hct.com.vn xin chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn một sản phẩm đến từ Học viện Quân y, hỗ trợ rất tốt cho gan, đó chính là Liver Life Plus. Gan là nhà máy hóa chất của cơ thể con người, là cơ quan lớn thứ hai chỉ sau da. Gan đóng vai trò quan trọng và chủ chốt là nơi xử lý các chất dinh dưỡng cũng như các chất độc hại mà cơ thể tiếp nhận vào từ đường tiêu hóa. Nắm bắt được tình hình đó, Học viện Quân y đang nghiên cứu thử nghiệm trên lâm sàng và sản xuất gan Liver Life Plus trên trang thiết bị máy móc hiện đại, giúp gan tránh khỏi những tác động xấu từ môi trường bên ngoài. Bây giờ thì mình sẽ review chi tiết cho các bạn cùng xem nhé. Sản phẩm được thiết kế với hai ngôn ngữ, đó chính là tiếng Việt và tiếng Anh. Hộp có màu chủ đạo là màu xanh lá, rất là bắt mắt. Hộp nhỏ gọn là chắc chắn. Nổi bật giữa hộp đó chính là tên sản phẩm Liver Life Plus và hình ảnh gan, có màu trắng được in dập nổi trên hộp. Phía trên này là nơi sản xuất của sản phẩm. Sản phẩm được sản xuất bởi Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng sản xuất thực phẩm chức năng Học viện Quân y. Vẫn là thiết kế quen thuộc của Học viện Quân y, sản phẩm có hai tem chống hàng giả ở hai bên hộp để niêm phong và chắc chắn rằng sản phẩm chưa qua sử dụng. Hai bên hộp là thông tin của sản phẩm. Liver Life gồm có các thành phần: cá gai leo, diệp hạ châu đắng, xạ đen, đỏ ngọt, hoa tam thất, silymarin, nano curcumin, vitamin C, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6 và các phụ liệu khác. Có công dụng hỗ trợ giải độc gan, bảo vệ gan, tăng cường chức năng gan, hỗ trợ giảm nguy cơ tổn thương gan do uống nhiều rượu, bia và hóa chất độc hại gây nên. Khuyến cáo: thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Đối tượng sử dụng: người bị suy giảm chức năng gan do viêm gan, xơ gan, suy gan, có các biểu hiện men gan cao, mệt mỏi, chán ăn, ăn uống khó tiêu, vàng da, táo bón, mẩn ngứa, mề đay. Người uống nhiều rượu bia, sử dụng thuốc có hại cho gan. Cách dùng: uống sau bữa ăn, tốt nhất nên uống sau 30 phút đến 1 giờ. Ngày 1 đến 2 viên, 2 đến 3 lần trên ngày. Sản phẩm nên được bảo quản ở nơi không mát, tránh ánh nắng trực tiếp và để xa tầm tay của trẻ em. Bây giờ thì mình sẽ mở ra xem bên trong có những gì nhé. Bên trong vùng bọc giấy bạc và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Trên tờ hướng dẫn sử dụng có đầy đủ thông tin của sản phẩm. Đây là bọc giấy bạc, bọc này được bọc rất là chắc chắn. Bên trong vùng có 3 vỉ, mỗi vỉ 10 viên. Hình ảnh viên thuốc mình có để ở góc phải sản phẩm, các bạn có thể quan sát ạ. Liver Life trên thị trường có giá dao động từ 80-150.000 trên một hộp. Sản phẩm nên sử dụng trong thời gian dài nếu có điều kiện. Sử dụng và cảm nhận để cơ thể mình khỏe hơn mỗi ngày nhé. Như vậy, mình vừa review xong cho các bạn sản phẩm viên uống bổ gan Liver Life Plus Học viện Quân y. Healthy City hiện đang phân phối sản phẩm trên toàn quốc. Mỗi đơn hàng được giao tới tận tay khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Để mua sản phẩm, các bạn có thể gọi tới hotline 0978 962 356 hoặc chỉ cần vào đường link hct.com.vn mình có để ở phần mô tả nhé. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh cho bên mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.